một click bay hơi 1 mét, hoặc là một click lúc mana lót. Rồi chơi để giữa đi đấy. Rồi chơi nha, ném đúng 3 lần, 1 2. Ôi quả này nó có ném 4 lần không? Rồi ôi rồi lại lỡ mất cơ hội rồi. Ấu thật, ấu thật. Sao tự nhiên bố vào nó ném ném ghê vậy? Nó ném bố pha đấy đập là đẹp rồi. Hai nè. Pha đấy đập là đẹp rồi. Một nè. Hai nè. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục là một video về con game MOBA Season 2 SS2.vn nha em ơi. Thì tối nay là công thành 9 rồi mà mình chưa có win 2. Mấy hôm nay gom đang chưa đủ thì hôm nay mình mới gom được đủ đồng xu. Thì mình gom được 38 cái lận, nhưng mà nếu mà đổi thì chỉ đổi được một cái 100% thôi. Hôm nay thì chưa dám mạo hiểm. Tại vì nó có 3 mốc. Đổi 10 đồng xu, 20 đồng xu, 30 đồng xu. Thì cái mốc 30 đồng xu là chắc chắn là được một cái nguyên liệu xoay win. Còn cái mốc 10 với 20 kia là hên xui nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ đổi chắc chắn trước đã. Rồi hôm sau mình gom khoảng 5-60 cái á, mình mới đổi hên xui để được 2-3 cái sau. Còn bây giờ chắc chắc cú rồi đó. Để xoay thử xem là tối nay có win để đi con thành 9 không. Không có là phải đi mượn anh em ơi. Không có là phải mượn nha. À thanh niên là có win 2 luôn được kìa. Rồi bây giờ là mình sẽ đi lại mình đổi luôn nha. Thì đổi là ở đây. Thì hoán đổi đồng xu đây, 30 cái là chắc chắn được một cái nha. Thử xem ra huy hiệu ông tộc không nha. Huy hiệu ông tộc nè. Hay lắm. Rồi bước đầu là thấy suôn sẻ rồi đấy. Còn 8 cái để đây đi. Rồi lại gom tiếp để đủ để mình đổi. Bây giờ là trước tiên là phải đi kiếm cây Win 1 trước này. Một cây Win 1. À đó cái kia là không mở dương nữa, phải chọn nhân vật lại. Đây, bây giờ mình phải đi kiếm cái nào mà nó ốp nó cao lên. Ốp nó phải hơi cao cao lên. Rồi, cái này không được. Cái này đi. Cái này 8 đi. Nghe nói anh em báo cho lên 12 á, ốp lên 12 á thì xoay win nó dễ lên. Ốp lên 12 xoay win dễ lên. Phải đi mua cái Win 1 đã. Hình như đào server này có người bán. Em mới chơi cái gì đây? Không còn mà đây. Không còn, có mình cho hết rồi. Đây, 700k hơi chát anh em ơi. 700k chát có. Bây giờ là phải đi về đây đi. Đây mua đi. Mua lấy một cái. Một cái Win 1. Ôi, không ai bắn Win 1 ta. Bắn Win 1 là phải lấy con ép kia rồi. Để coi con ép của mình là có Win 1 đang bao nhiêu. Cần một cái Win 1. Cái 16 à. Mua lấy cái này đi. Đây, mình lấy một cái nỏ là 16 ốp. Xem có win không, không có win thì mình sẽ đi lấy con ép này đây. Con ép lên. Rồi như vậy là vừa có win vừa đấy luôn rồi, ép đi bộ luôn rồi đấy. Rồi chút lúc nào đó mình kiếm win sao chứ, cái ông này bán 700k ghê ghê quá, cỡ 300-400k là xúc được rồi. 700k thì hơi chát.
Rồi để bây giờ mình sẽ giải nén like ra để mình đập cho cái win nó lên khoảng 10 12 16 ốp đi. Cái gì vậy? Thôi ba thôi, để ba thôi. Để ba thôi nha anh em ơi. Không biết là có phải là con trai có thần gió không? Đập lên 9 luôn. Nhiều khi đi một click là mất bay bay hơi hơn 1 mét đấy anh em ơi. Thì tính ra là cái này là bay hơi hơn 1 mét nha anh em ơi. Hơn 1 mét. Một click là bay hơn 1 mét Việt Nam đồng. 7 này, 8 này, rồi 9 này. Cái này chắc đưa lên 7 thôi anh em ơi. 8, 9 thì nó hơi tốn. Rồi, vậy thôi nha. Bắt đầu chuẩn bị siêu phẩm. Không biết có nên mồi không, mà mồi cũng không có gì để mồi luôn. Mồi không có gì để mồi luôn. Chắc là để vậy chơi thôi, chứ không cần mồi nữa. Mua thêm hai cái bộ tỷ lệ. Hai cái bộ tỷ lệ nha. Thành bại không là lứa lúc này đây. Thì để mình coi cái tỷ lệ nó là bao nhiêu đã. Lại móc rồi. Đây. Pin trao này. Tỷ lệ mắc là 50 nha anh em ơi. Sao lại có 50? Mắc đấy, đây là mắc là 50 rồi. Mắc là 50. Tỷ lệ 50 50 anh em ơi. Ôi nó ném kìa. Nó ném kiểu này là không lên nổi đâu. 6 cái. 5 6 cái. Không ổn, không ổn. Tỷ lệ mắc là 50. Một click bay hơi 1 mét. Hoặc là một click. Lúc mana lót. Rồi, chơi. Để giữa đi. Đấy. Rồi. Chơi nha, ném đúng 3 lần. 1 2. Ôi quả này nó có ném 4 lần không? Trời ơi, rồi lại lỡ mất cơ hội trời. Ấu thật, ấu thật. Sao tự nhiên bữa vào nó ném ghê vậy? Nó này bữa pha đấy đập là đẹp rồi. Hai nè. Pha đấy đập là đẹp rồi. 1 nè. 2 nè. Cái pha lúc đầu đập là đẹp rồi. Con trai thần gió rồi. Ôi một click, một click. Ôi pha đấy là mình lại ngập ngừng anh em ơi. Ngập ngừng đập pha sau. Cổ thật. Chán người ta. Ôi chẳng lẽ đi mua thêm lấy đúng con trai thần gió thật rồi. Cụ đi chân lạnh toát. Còn hai đồng xu nào không mua hay hai đồng xu. Mua lấy hai đồng xu để táng luôn cái kia đi thử xem may mắn không. Ông nào bán set này bán set gì đây? Ôi 4 mana. Đi qua mãi mới gom được một cái. Đúng con trai thần gió luôn rồi. Đây hai đồng xu. 30 đồng, 2 9 đồng. 9 đồng 3 mét anh em ơi. 9 đồng 3 mét. Rồi. Chơi đi. Mua 9 đồng. Mua 9 đồng đi. Là được 17 đồng. Rồi ra đây đổi hên xui nha anh em ơi. Đổi 10 cái nha. Rồi, ôm ba la nè, gỡ gạc lại nào. Click 10 cái này ra được đồng xu ra được cái huy hoàng tộc hay là lông vũ này. Ôi, mất 8 đồng. Rồi lại không đủ luôn rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Ôi, sao xui dữ ta, mất 8 đồng luôn. Không ổn rồi, bây giờ là còn có 9 đồng, kiếm được một cái nữa thôi. Nóng vội quá. Nóng vội quá rồi. Nóng vội quá rồi anh em ơi. Từ từ đi được rồi, mua 9 đồng làm gì, 3 mét. 3 mét đấy. Mù đen.
Có một đồng xu nào không? Mua một đồng. Mua một đồng là đổi. Ảo thật đấy. Bây giờ ông này ông bán vậy sao mua? Hết rồi. Hết thật rồi, có thể ông nào bán lẻ không? Ông nào bán lẻ một đồng không? Không ngờ là nó tụt mất 9 đồng luôn. Nó tụt tụt 8 đồng đi là mình còn có được một lần nữa không? Mà xui đến mức độ nó tụt luôn một phát 9 đồng. Ôi, Win 2 nhiều thế. Hỏng rồi. Con này không ổn rồi. Đi mua một đồng xu nữa không có rồi. Không có rồi. Ông nhóc nhóc này, ông có vào vui không đây? Nhóc nhóc. Ô, hàng này thoát luôn hả? Nhóc nhóc với Aoki không biết có vào vui đây. Rồi. Đen, có đen luôn. Như vậy là lại ước mộng Win 2 lại đi vào lòng đất này anh em ơi. Để mày gom thêm đây. Tính sơi thời tái một cái 10%. Lúc nãy biết vậy, lại mua luôn cả đi. Rồi được khoảng 40 cái thì mình đấy, có khi lại ra được 2 3 cái lông vũ. Lại ngon. Thôi. Trời, lại phải mượn vậy. Thôi, video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em tối nay công thành 9 nha. Bye bye người nha, chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye.